Sự có mặt kịp thời cứu giúp cháu bé bị đuối nước của các cán bộ chiến sĩ công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Đó là những chia sẻ của cộng đồng mạng trong những ngày qua về nhiều vụ việc khi người dân gặp nguy hiểm đã có lực lượng công an kịp thời ứng cứu. Sau khi nhận được tin báo của gia đình có con bị đuối nước, ba chiến sĩ công an xã Hòa Tiến đã ngay lập tức đến hiện trường, trực tiếp lao xuống hồ, lặn xuống tìm kiếm cứu nạn. Thật may mắn đã kịp thời cứu sống cho bé. Cùng nhau là hỗ trợ nhau để thực hiện hô hấp, đẩy lồng ngực, trợ tim cho em bé để hồi phục lại sức khỏe với nôn hết nước và thức ăn trong bụng ra phía ngồi. Và em bé đã có biểu hiện là tỉnh trở lại. Trước đây thì đã tập huấn qua các lớp tập huấn của Bộ Công an và Công an thành phố đưa đi đào tạo. Tuy nhiên đây là lần đầu thực hiện với thực tế. Bất kỳ lúc nào khi nhận được thông tin, lực lượng công an đều có mặt ngay lập tức để hỗ trợ cứu nạn kịp thời. Dù ngày hay đêm, dù tại địa bàn công tác hay trên đường tuần tra, không chỉ một vài vụ việc mà đã có rất nhiều tình huống như thế. Rất cũng ơn mấy chú công an. Chú công an giúp đỡ, cũng nhờ mấy chú đó mà con của mình cũng mừng. Cấp chiến sĩ công an đã rất kịp thời trong việc là đưa cháu lên khỏi cái môi trường nước, và rất may là có sự kết hợp giữa một cái anh nhân viên y tế bước đầu đã thực hiện hồi sức cấp cứu tại ngay tại hiện trường cho cháu rất kịp thời. Cái yếu tố đó nó sẽ quyết định trong cái kết quả điều trị cũng như là hồi phục về cái chức năng thần kinh cũng như những chức năng sống quan trọng cho cháu trong cái thời gian điều trị sau này. Với các chiến sĩ công an, tình cảm, sự tin yêu, tin tưởng, ủng hộ của người dân chính là món quà lớn nhất dành cho các anh, là sự động viên rất lớn đối với các lực lượng công an để họ tiếp tục rèn luyện, công tác, chiến đấu và làm thêm nhiều việc ý nghĩa, nhân văn phục vụ nhân dân.